À, xin chào các bạn trong cái tu tôi rồi ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái công cụ à, mô cáp à, tạo chuyển động diễn hoạt 3D animation à, bằng à, trí tuệ nhân tạo AI à, và à, một cách rất là đơn giản cũng như là à, rất là dễ sử dụng à, đây là một cái công cụ rất là hứa hẹn cho à, những cái chuyên gia làm game à, hoặc là những cái à, à, kỹ xảo, chuyên gia về kỹ xảo à, mà không có quá rành về à, diễn hoạt nhân vật, diễn hoạt 3D thì chúng ta vẫn có thể tạo ra những cái diễn hoạt cho cái nhân vật à, của mình à, thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, mong là có các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh à, để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta, và các bạn nhớ là tất cả những cái software plugin, stock tịch mà mình sử dụng trong các bài của mình, à, thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha rồi thì cái công cụ hôm nay mình giới thiệu đó chính là tên là Motorica .AI à, các bạn có thể đánh cái tên vào và search cái đường link ra hoặc là mình sẽ đưa cái đường link vào trong phần mô tả của video để cho các bạn truy xuất. À, thì hiện tại công cụ này đang cho phép chúng ta thử nghiệm miễn phí à, trực tiếp ở trên trang web à, và Uh, thực ra thì đây là một cái công cụ có thể được sử dụng chung với các cái phần mềm chẳng hạn như là Unreal engine, maya, blender, houdini vân vân đây là những cái các bạn vào cái trang web của nó các bạn có thể download các cái hướng dẫn và plugin dùng cho các cái uh, phần mềm này uh, còn ở đây thì chúng ta vẫn có thể sử dụng online thì mình bấm vào cái nút try online mình tạo một cái tài khoản uh, tạo tài khoản miễn phí thôi bằng gmail mình bấm vào thì mình load cái giao diện À, 3D của cái phần mềm ra. Thì đây là cái giao diện 3D của mình. Ở giữa thì nó sẽ có một con nhân vật. À, ban đầu thì nó là một cái diễn hoạt nhân vật à, cơ bản chạy và đi và chạy thôi. Chúng ta có thể xoay xung quanh cái không gian 3D này để chúng ta quan sát. À, chúng ta có thể zoom ra zoom vào bằng chuột giữa. À, nói chung là một cái giao diện cũng khá là quen thuộc với nhiều cái phần mềm mô cap trước đây. À, chúng ta cũng có thể tạm dừng camera chúng ta cũng có thể uh, tạm dừng cái mặt đất à, như bạn thấy ha. và chúng ta có cái nút lúp ở đây nếu mà cái diễn hoạt của mình là lúp uh, rồi thì ở đây thì chúng ta có thể bấm cho cái diễn hoạt nó chạy uh, thì cái quan trọng là chúng ta sẽ có cái cột bên phải này đây chính là cái cột chúng ta tạo diễn hoạt thì ở đây chúng ta có hai cái Tab một cái là style một cái là motion cái motion thì cái tab motion nó sẽ cho thấy chúng ta điều khiển uh, các cái tốc độ À, tốc độ ban đầu ha speed à, tốc độ lúc cuối target speed thì các bạn thấy là ví dụ à, cái speed của mình à, là cái lúc mà nhân vật chúng ta đi bộ đi là 1.2 m một giây à, nhưng mà khi mà cái tốc độ khi mà lúc cuối là nhân vật sau đó sẽ chạy đó thì tốc độ nó sẽ tăng lên là 5 m một giây chẳng hạn đó thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây duration của cái diễn hoạt hiện tại 4 giây đó, thì bạn có thể tăng giảm ở đây À, chúng ta cũng có những cái preset chẳng hạn như là nhân vật muốn đi uh, thẳng hay là đi ngang hay là chạy ngang hay là đi vòng tròn hay gì đó thì chúng ta sẽ chọn trong đây thì ví dụ ở đây thay vì là straight là đi thẳng đúng không thì mình sẽ chọn là stress là uh, chạy ngang đi thì chúng ta chỉ việc sau khi chúng ta tùy chỉnh bất kỳ một cái gì đó xong chúng ta sẽ bấm vào nút generate animation để nó cập nhật lại cái animation cho mình đó, thì các bạn thấy là nhân vật chúng ta nó sẽ bắt đầu đi ngang thay vì đi thẳng đó. À, chúng ta à, cũng có thể cho nhân vật thay vì chạy thì đi bộ bằng cách là mình sẽ cho nhân vật à, Mình sẽ chỉnh cho cái tốc độ ban đầu và tốc độ lúc cuối nó bằng nhau đúng không? Thì như vậy nhân vật sẽ đi bộ từ đầu đến cuối luôn à, Ví dụ mình sẽ chỉnh là lúc đầu 1.1 lúc sau 1.1 luôn Mình generate animation Thì à, nhân vật chúng ta nó sẽ đi bộ từ đầu đến cuối luôn như thế này Mình tăng cái duration lên chẳng hạn lên 6 giây đi rồi thì nói chung cái tab motion này thì cũng khá dễ hiểu ha và các bạn thấy là chúng ta có sẵn các cái preset ở đây à, để chúng ta à, có thể tạo ra cái diễn hoạt theo như ý thích của mình bây giờ thì à, chúng ta à, có thể à, mình sẽ thử cho nhân vật à, đi vòng thử xem có Đấy, thì mình sẽ thay đổi cái thân ray thì nhưng mà chúng ta sẽ đi vòng rồi à uh, mình sẽ quay lại cái stress này bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái style đây là cái tab mà nó sẽ thú vị hơn nhiều vì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn các cái phong cách uh, diễn hoạt thì ở đây thì nó sẽ chia ra thành nhiều cái mục uh, ví dụ như cái mục uh, realism là thực tế thì trong cái thực tế này chúng ta sẽ có uh, ví dụ như là đàn ông Nhân vật đàn ông, nhân vật uh, cô gái tuổi tiên, nhân vật uh, phụ nữ, nhân vật anh chàng cool ngầu này, nói ví dụ vậy uh, Rồi trong tab Soldier chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái hành động uh, ví dụ như là uh, chiến đấu bắn súng, bị thương, các thứ ví dụ ở đây mình uh, sẽ chọn là uh, Soldier của mình mình đang chọn là cái realism của mình là male, là đàn ông đi đúng không? Nhân vật đàn ông Soldier thì mình chọn là bị thương đi chẳng hạn chúng ta sẽ generate ra xem như thế nào um, mình quên mất là sau khi mà chọn xong thì chúng ta có cái hai cái thanh kéo trên đây thì khi mà mình uh, tăng giảm hai cái thanh này nó sẽ cân bằng hai cái diễn hoạt của mình tức là diễn hoạt uh, đàn ông và diễn hoạt uh, bị thương injure đúng không Đó, thì nhưng mà chúng ta đang bị thương nè uh, đi khập khảnh khập khảnh đúng không rồi um, tiếp theo đi chẳng hạn mình uh, sẽ có personality uh, thì ví dụ như là nhân vật chúng ta uh, mình sẽ bỏ cái chơi đi tôi bị thương đi mình sẽ uh, chép vào cái ô thất tức là nhân vật chúng ta đàn ông nhưng mà là một cái kẻ bậm giận một cái tên uh, kiểu như là xã hội đen chẳng hạn lâu uh, lâu nếu mà nó có báo lỗi thì chúng ta chỉ việc refresh lại thôi À, thì các bạn nhớ là cái công cụ này thì nó vẫn đang ở trong cái công giai đoạn xây dựng thôi cho nên là à, tất nhiên chúng ta sẽ có một số cái lỗi nhưng mà bù lại thì nó sẽ có những cái à, cải tiến rất là nhiều sau này à, thì chúng ta làm quen sớm biết đâu là chúng ta sẽ được à, sử dụng à, miễn phí thời gian đúng không? rồi thì đây là à, nhân vật thất à, đi lại nó có vẻ thịnh khạng như thế này các bạn thấy Um, chọn là hai status female xem như thế nào thì nói chung là các bạn thấy là chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều cái phong cách để uh, gắn vào cái gắn vào cái diễn hoạt của chúng ta ha cho nhân vật mình đi ha cho nó dễ quan sát đấy cool guy rồi thì sau khi mà các bạn tùy chỉnh xong motion cũng như style phong cách của cái diễn hoạt thì chúng ta có thể export cái diễn hoạt này ra thì ví dụ ở đây mình có cái nút export thực ra thì ở đây chúng ta cũng có thể mở các cái animation chúng ta có sẵn để chúng ta tùy chỉnh thêm à, dùng generative ai để chúng ta tạo thêm các diễn hoạt cho nó thì cái này um chúng ta các bạn nào chúng ta chuyên về diễn hoạt thì chúng ta có thể thử nghiệm cái này. Ở đây thì sau khi mà chúng ta tùy chỉnh xong các cái diễn hoạt này xong, mình sẽ export cái animation này ra, mình bấm vào nút download thì nó sẽ cho chúng ta download cái file FBX xuống. Và cái file FBX này thì các bạn có thể import vào rất là nhiều các cái phần mềm, bất kỳ phần mềm 3D nào cũng được. Ví dụ mình dùng 3DS Max đi, mình sẽ import cái file fps uh, FBX xuống. Thì chúng ta sẽ có một cái bộ xương Và cái bộ xương này nó sẽ Chuyển động theo đúng cái Mà chúng ta đã tạo ra Và với cái bộ xương này thì chúng ta hoàn toàn có thể là Gắn uh, mô đồ của chúng ta vào ha, uh, Gắn vào cái bộ xương này Để nó chuyển động Thì đó chính là cách chúng ta sử dụng uh, Cái công cụ này uh, Thì uh, Vậy đây là một cái uh, Bài uh, giới thiệu ngắn về cái uh, uh, Công cụ À uh, một cái công cụ mới trong cái lĩnh vực mô cáp tạo diễn hoạt 3 d cho nhân vật của chúng ta thì uh, hy vọng là cái uh, uh, tutorial này sẽ giới thiệu các bạn một cái công cụ hữu ích cho cái công việc của các bạn một lần nữa thì uh, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh uh, mong là các bạn tiếp tục like subscribe chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều gắn link download trong phần mô tả của video ha thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha và hẹn gặp lại